Làm thế nào mà để học SEO website lên top 1 Google hiệu quả? Thì xin mời bạn xem video này ha. Bạn ơi, hãy dừng lại vài giây, nhấn giúp Tùng một like bạn ha. Đó, nhấn giúp Tùng một like nếu bạn thấy video này hay. Và không hay bạn nhấn anh like giúp Tùng ha. Để mà Tùng cải tiến video Tùng tốt hơn. Rồi, thì nếu bạn chưa đăng ký kênh của Tùng thì nhớ đăng ký kênh của Tùng nha. Nhớ nhớ đăng ký kênh của Tùng để nhận những video mới nhất từ Tùng bạn ha. Và những cái tài nguyên mới nhất từ Tùng luôn bạn nha. Rồi, xin mời bạn xem clip này nha. Hôm nay á, Tùng sẽ giúp bạn á, hiểu làm thế nào mà để mà bạn học SEO website ha, lên top 1 Google một cách hiệu quả nhất bạn ha. Rồi, thì cái điều kiện đầu tiên Tùng muốn đưa ra bạn hãy xem ở đây ha. Đó, điều kiện đầu tiên đó chính là bạn phải nhẫn mà ha. Tùng đặt ra một cái chữ cho bạn là đó chính là chữ nhẫn. Đó, thì ở đây lý do tại sao Tùng đặt chữ nhẫn là thứ nhất là bạn phải có cái sự siêng năng ha, siêng năng, nhẫn nại, là nhẫn ở đây là nhẫn nại bạn ha. Theo là bạn phải cần chuẩn bị cái vật cơ sở vật chất của bạn ha, chuẩn bị cơ sở vật chất của bạn bao gồm là máy tính nè, rồi công cụ ha. Công cụ ở đây bạn có thể là dùng miễn phí hoặc là bạn có thể mua đó. Rồi thì cái việc đầu tiên á, tôi muốn bạn học SEO á, thì bạn phải hiểu là cái quá trình làm SEO website lên top Google á, thì nó không có đơn giản đâu bạn ha. Nó không phải bạn làm một bữa là nó lên top được ha, hoặc là bạn làm 1 tiếng 2 tiếng là lên top được. Vì vậy tôi muốn bạn hiểu là cái việc làm SEO website bạn phải nhẫn nại ha, và phải chờ đợi kết quả. Thì một cái lộ trình mà SEO hiện nay á, thì ít nhất đâu đó nó tầm 6 tháng 8 tháng 1 năm đó, thì lúc đó website nó mới lên top ổn định được bạn ha. Còn lộ trình SEO 2 tháng cũng có ha, nhưng đó là dùng tip, dùng tool, thì Tùng không có chia sẻ bạn ở đây ha. Việc số 2 là bạn cần phải chuẩn bị có một cái website thật là hoàn thiện, hoặc là bạn có thể là tự thiết kế hoặc là bạn sử dụng cái đồ miễn phí cũng được bạn ha. Thì website đây thứ nhất là bạn có thể là mua nè. Nếu mà bạn muốn nó chuyên nghiệp, nó ok nhất thì bạn nên mua mua website, hoặc là bạn có thể bạn tự bạn làm ha. Nếu mà bạn biết thiết kế website bằng WordPress hay bạn ha, thì vì sao Tùng khuyên bạn nên dùng website bằng WordPress? Thì ở đây website WordPress nó sẽ giúp bạn là dễ dàng tối ưu ha, dễ dàng chỉnh sửa code hơn đó, và nó có những cái plugin nó hỗ trợ ha, hỗ trợ về tối ưu SEO rất là tốt. Thì chính vì vậy Tùng khuyên bạn nên có website bằng WordPress là như vậy bạn ha. Rồi thì cái việc học SEO website lên top 1 Google này á, thì không phải là mình học lý thuyết suông ha, mà mình phải cần phải có sự thực hành liên tục đó. Thì vì vậy Tùng để mà học SEO hiệu quả thì Tùng khuyên bạn nên trang bị cho mình ít nhất là một cái website để mình bắt tay vào mình làm. Cái điều thứ ba mà Tùng muốn nói bạn nữa đó chính là bạn phải hiểu nguyên lý hoạt động của Google bạn ha. Đó, bạn phải hiểu nguyên lý hoạt động của Google. Vì sao? Vì mình đang chơi trên sân Google mà. Mình đang chơi trên sân Google thì mình phải biết là Google nó có những cái lực gì ha, và nó hoạt động cái nguyên lý hoạt động ra sao. Đó, thì mình cần phải tuân thủ để mà website mình nó được lên top ổn định và bền vững bạn ha. Tránh trường hợp mình làm không đúng lực Google thì mình sẽ bị là bị phạt ha. Bị phạt thì website bạn sẽ không có lên top được, và bạn sẽ bỏ rất nhiều thời gian để bạn edit lại cái những cái lỗi website mà bạn đã làm đó. Vì vậy bạn phải cần phải hiểu nguyên lý hoạt động Google, rồi hiểu sân chơi Google là gì, và hiểu lực Google ha. Đó là cái điều thứ ba mà Tùng muốn lưu ý với bạn. Số 4, để mà bạn học SEO website hiệu quả thì bạn cần phải hiểu được cái quy trình làm SEO ha, quy trình làm SEO website từ A đến Z bạn ha. Đó, thì đâu đó nó có 6 cái quy trình làm SEO, thì Tùng sẽ mời bạn xem cái video tiếp theo ha. Tùng sẽ chia sẻ quy trình này đó. Rồi thì khi mà bạn nắm được cái quy trình SEO website rồi á, thì bạn biết được là bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, để bạn làm đúng từng bước ha. Có nghĩa là mình là người mới mình bước vào cái thị trường làm SEO website lên top Google thì mình phải hiểu cái quy trình của SEO website là gì. Đó, thì sau khi mà bạn hiểu quy trình rồi á, thì bạn có thể là thực hành lại nhuần nhuyễn cái quy trình này, và bạn có thể là
đi tắt, bạn có thể bỏ một trong những bước trong quy trình đó, bạn để bạn cải tiến cái quy trình đó, bạn làm cái quy trình sao cho nó tốt hơn nữa đó. Thì cái điều thứ tư mà Tùng muốn nhắc nhở bạn là bạn nên tìm hiểu quy trình sales side bạn ha. Cái điều số 5 mà Tùng muốn lưu ý với bạn nữa là để mà bạn học sales website lên top 1 Google hiệu quả thì bạn cần phải tìm một cái người thầy cho mình, hay Tùng gọi là mentor cho mình đó. Thì có những cách để giúp bạn học website hiệu quả là, thứ nhất là nếu mà bạn muốn đi nhanh thì bạn nên học sale website ở những cái trung tâm đào tạo sale đó. Thứ hai là bạn có thể học từ những anh chị em đi trước hoặc là những bạn bè của bạn đã biết về sale website ha. Rồi thứ ba thì bạn nên tìm một cái người thầy chuyên dạy sale, mà thầy này phải có tâm bạn ha, có tâm để mà giúp bạn từng bước để mà cải tiến ha. Không biết chỗ nào thì thầy sẽ cầm tay chỉ việc bạn ở ngay cái điểm đó để bạn vượt qua ha. Rồi nếu bạn mà bạn có vốn tiếng Anh nữa thì Tùng khuyên bạn nên học từ những cái chuyên gia nước ngoài ha. Vì sao? Vì cái những cái mới của về sale thì được update ha, những cái kiến thức mới luôn, nó update đầu tiên là ở nước ngoài, nó sẽ update về Việt Nam đó. Vì vậy nếu mà bạn có cái tiếng vì vậy nếu mà bạn có kiến thức tiếng Anh thì bạn nên học từ những chuyên gia nước ngoài. Còn nếu mà bạn muốn đi chậm, đi từ từ thì bạn có thể học từ YouTube ha. Đó, thì học YouTube thì nó có rất là nhiều chuyên gia chia sẻ bạn ha, kể cả Tùng cũng chia sẻ cho bạn luôn ha. Rồi bạn có thể tham gia hội nhóm để bạn học hỏi ha. Thì học trên đó thì kiến thức nó sẽ rời rạc, nó sẽ làm mình đi chậm 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 đó. Thì bạn nhớ học ở những kênh này thì bạn nên chọn lựa ha, chọn lựa để mình học sao cho nó tốt nhất bạn ha. Cái điều thứ sáu quan trọng nhất đó chính là cái việc bạn học là một phần, nhưng mà bạn phải thực hành mới có kết quả bạn ha, có thực hành mới đi đến kết quả. Vì vậy thì bạn Tùng khuyên bạn là nên thực hành ha, nó vừa học vừa thực hành để mà có kết quả bạn ha. Rồi tóm lại video này Tùng muốn chia sẻ cho bạn những cái kiến thức để bạn bắt tay vào cái việc mà bạn học SEO website lên top 1 Google, thì bạn cần phải chuẩn bị những gì và bạn phải định hướng trong đầu bạn là bạn học những cái gì để bạn bám sát vào bạn học ha. Và Tùng khuyên bạn là bạn phải học, vừa học lý thuyết và vừa học thực hành đó. Thì lúc đó bạn sẽ có cái kết quả đó. Thì sau khi mà bạn có một cái thống kê đánh giá đo lường rồi á, thì bạn sẽ biết được cái cách của mình làm như thế nào đó để cho nó hiệu quả. Tại vì trong sale á, là nó không có công thức là 1 cộng 1 bằng 2 bằng ha. Đó, Tùng lưu ý bạn, trong sale không có công thức 1 cộng 1 bằng 2. Vì vậy, bạn nên học những kiến thức mới ha, thường xuyên update kiến thức mới của sale đó, và đồng thời thực hành đúc kết kinh nghiệm thực tiễn của mình để mình tối ưu website nâng cấp hiệu quả hơn. Rồi, Tùng chúc bạn học sale ha, theo những cái kiến thức mà Tùng đã chia sẻ thì Tùng chúc bạn học sale sao cho hiệu quả nhất ha. Và nhớ đăng ký kênh follow Tùng để mà cập nhật cho mình những kiến thức mới nhất bạn ha. Rồi cảm ơn bạn và trân trọng cảm ơn bạn nha.